Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Làm thế nào để xây dựng một bộ nước hoa mà nó gồm hai yếu tố. Đầu tiên là nó thơm theo đúng ý của mình, và cái thứ hai là tiết kiệm được chi phí. Luôn luôn là một cái mục tiêu mà các anh em đề ra và muốn hướng đến. Kể cả bản thân tôi cũng thế mà thôi. Tuy nhiên thì nói chung đây là một điều nói thì có thể là ngắn, nhưng để mà làm được thì nó cực kỳ là tốn rất nhiều công sức. Và đôi khi cũng chưa chắc là đạt được đúng theo cái ý của mình. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến với các anh em một số những kinh nghiệm để mà làm sao chúng ta có những cái định hướng mua như thế nào cho phù hợp, lựa mùi như thế nào cho nó có thể phục vụ được cho các anh em. Và cái nữa là cái chi phí chúng ta bỏ ra nó sẽ bị bớt, nó sẽ không bị kiểu mua phung phí kiểu như thế. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Những cái kinh nghiệm để mà bắt đầu xây dựng một bộ nước hoa nó theo đúng cái ý của mình, hoặc ít nhất là mình có thể tạm hài lòng và tiết kiệm được chi phí đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay của mình dành cho anh em mình. Let's go. Ok các anh em, với cái quan điểm của mình, một bộ sưu tập nước hoa hoặc là một bộ nước hoa để mà chúng ta có thể gọi là vừa hài lòng vừa tạm hài lòng và để có thể phát triển lên, nó sẽ thông thường thì nó sẽ phải gồm 3 loại mùi hương mà chúng ta nên có. Đầu tiên đó là signature scent, hay còn gọi là một cái mùi hương có thể tạo cho những cái dấu ấn cá nhân. Mình thì thực sự là mình không biết phải diễn tả cái signature scent nó như thế nào, nhưng đối với mình thì thôi thì mình tạm gọi nó là cái mùi hương mà nó thể hiện cái dấu ấn cá nhân của anh em. Người ta ngửi thấy là người ta biết ngay đó là anh em đấy, và đấy mình gọi là signature scent. Cái thứ hai là một mùi hương, những cái mùi hương mà sử dụng để theo mùa. Và cái thứ ba đó là theo dịp. Đầu tiên chúng ta nói đến signature scent. Để nói về cái mùi hương mà làm sao nó thể hiện được cái dấu ấn cá nhân của anh em mình, và nó sẽ khiến cho mọi người nhớ đến, thì thông thường những cái chai nước hoa này, thậm chí là mình nghĩ rằng, mình thấy rằng có một số anh em là chỉ cần một loại này thôi là có thể xài 12 tháng luôn, không cần phân biệt mùa dịp gì cả, dùng là cứ lấy ra và xịt thì thật ra cũng được, chả sao cả đó. Thì để mà lựa một cái signature scent này thì nó tùy theo cái quan điểm của mỗi người. Mình thì nói thật là mọi người cứ hỏi rằng là mình có signature scent hay không, thì nói thật mình không có, bởi vì nói thật là mình mùi nào mình thấy, mùi nào mình ngửi thấy hợp là mình thích, chứ mình cũng không có một cái yêu cầu bắt buộc là phải có một cái mùi riêng để tạo cái dấu ấn cá nhân của mình. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Còn anh em, nhiều anh em thì lại thích cái kiểu là một cái mùi nó phải tạo nên cái vu riêng của mình luôn, người ta ngửi thấy là người ta biết à ông này đến rồi, ồ ông ấy vừa đi đâu, kiểu như thế, kiểu như vậy. Thì có thể ở đây lý ra có thể là ví dụ như Creed Aventus cũng là một chai nước hoa mà để tạo signature scent trong quá khứ thôi, còn bây giờ thì cologne và đồ xịn nhạt nhòa không biết đâu mà lần. Ví dụ Creed Aventus hoặc là Terre MS, Pralalome không phải đó, ví dụ những cái mùi đấy thì nó tạo nên một cái dấu ấn cá nhân rất là rõ đó. Creed Aventus thì chắc chắn rồi, luôn luôn một cái phong cách gọi rất là lịch sự, trang sang trọng đó. Còn ví dụ Terre MS thì anh em nào mà muốn xài văn phòng hoặc là muốn một cái gu về cổ điển, chắc chắn là chúng ta sẽ rất là thích những cái phong cách mùi như thế. Thì anh em nào mà muốn trong cái bộ sưu tập của mình, nếu mà muốn nó cần một cái những cái mùi hương như thế, thì chúng ta đầu tiên hãy nên tìm một cái mùi hương signature scent tùy theo cái gu mùi của anh em. Cái này thì mọi người sẽ cần về khoảng thời gian đầu để biết rằng mình sẽ thích mùi gì, tính cách của mình ra sao. Sau đây chúng ta sẽ lựa dần đó, chúng ta tìm tham khảo trên mạng và chúng ta sẽ lựa dần những cái mùi hương mà nó có thể làm tạo nên một cái signature scent cho các anh em. Cái này thì sẽ không có một cái barem nó cả đó, mà cái đấy là bởi vì nó đã gọi là một cái dấu ấn cá nhân thì chúng ta sẽ phải tự tìm mà thôi, chứ không ai giúp được đó. Thì một bộ sưu tập mà có thể làm hài lòng và tiết kiệm được tiền, đầu tiên chúng ta phải nên có
một số một hoặc hai mùi, cái đấy tùy cái signature scent. Ok, cái thứ hai, bú hương theo mùa. Thông thường thì chúng ta được biết là có xuân thu, mùa hè này, mùa hè bây giờ mùa xuân thì cũng rất ít rồi, mùa hè và mùa mùa hè này, sau đó là thu đông, xuân hè và thu đông. Nhưng mà bây giờ thực tế thì mùa thời tiết nó ở Việt Nam mình rồi, nó thay đổi rất là nhiều. Mùa xuân bây giờ mình thấy gần như không có, chỉ có mùa hè và thu đông đó. Thì mình cho rằng trong một cái bộ nước hoa các anh em phải có, bắt buộc phải có, bởi vì mùi signature scent thường thì là nó chỉ là một cái tạo một cái dấu ấn cá nhân của anh em. Tuy nhiên nó không phải là những cái mùi hương có thể đa dụng, tất nhiên là cũng sẽ có, mà nó còn phụ thuộc với gu của các ông nữa. Các anh em thấy hài lòng thì nó là hài lòng, chứ cũng chưa chắc mọi người ngửi thấy đã là thích đó. Nhưng về cơ bản, với quan điểm của mình, chúng ta phải có ít nhất 2 đến 4 chai sử dụng theo mùa, 2 chai mùa hè và 2 chai cho thu đông đó. Mùa hè, mùa nóng, đặc điểm mùa hè ở Việt Nam mình rất là nóng, thì mình, cá nhân mình thì mình thích sử dụng những cái chai mùi tươi mát đó. Ví dụ như anh em đều biết rồi, ví dụ Light Blue, All Intense, hoặc Nautica Voyage đó, hoặc là Coast Blanc, vân 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 vân, nhiều lắm. Bây giờ anh em những cái đấy thì chúng ta đều đã biết rồi, thì chúng ta nên có 2 chai mùa hè để có thể luân phiên sử dụng, và 2 chai mùa thu đông. Có thể là đấy là những cái chai mùi ngọt hoặc là như thế nào đấy chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà theo mùa chỉ cần 4 chai là đủ, không cần nhiều. Tùy vào gu các anh em, có thể mùi ngọt hoặc như thế nào đấy thì chúng ta sở hữu khoảng 4 chai, 2 chai hè và 2 chai thu đông đảo nhau là ok. Ví dụ 2 chai thu đông ở đây thì nhiều, ví dụ anh em nào mà thích ngọt vừa thì chúng ta có The One hoặc Dior Sauvage Elysi, thích ngọt đậm thì có Jean Paul Gaultier, Le Mai Elysi này, Paco Rabanne này, nhiều lắm. Cetrat, Mancera Cetrat Boys này, nhiều, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà để một cái bộ đấy thì chúng ta nên có 2 theo mùa, ok. Mà cuối cùng là theo dịp. Bởi vì ở đây những cái chai nước hoa theo mùa thì thông thường nó chỉ dùng để ví dụ như kiểu là đi theo số đông. Chúng ta đến ví dụ đi theo những cái ban ngày chúng ta đi, chúng ta đi làm hoặc chúng ta đi đi bình thường chẳng hạn. Cái mùi hương đấy nó khó để có thể giúp cho chúng ta tạo nên một cái phong cách riêng. Đó, một bộ phong cách riêng cho những cái buổi mà có thể gọi là đặc biệt. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải cần những cái chai nước hoa theo dịp. Ví dụ ở đây như là đi bar chẳng hạn, thì chúng ta không thể nào mà dùng ví dụ như là Light Blue All Intense để xịt, thì nó rất là ngược đời kiểu như thế. Hoặc là chúng ta đi cà phê mà chúng ta xịt ví dụ như là những cái mùi hương mà nó là Jean Paul Gaultier Elysi chẳng hạn, thì nó cũng được thôi. Thế nhưng mà nó đôi khi nó quá là mùi, nó quá là đậm ngọt ấy, thì nó sẽ có thể nó gây cho anh em những cái phản ứng trái chiều. Bởi vì một cà phê có thể là trong một không gian nó rất là vừa đủ đó, mà chúng ta xịt những cái mùi nó quá đậm hoặc là nó quá ngọt, nó sẽ gây những cái phản cảm. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải cần có những cái mùi hương theo dịp. Ví dụ ở đây mà chúng ta đi bar đi thì chắc chắn rồi, Entremet hoặc là ví dụ như là 540 đó, những cái mùi hương mà nó có cái độ càn quét rất là lớn trong cái phạm vi không gian rộng. Và có những lúc đấy chúng ta cần những cái mùi hương nó thể hiện được cái mình là ai chẳng hạn đó. Hoặc là đi cà phê thì hoặc đi gặp gỡ trong một khung cảnh nó nhẹ nhàng và thư giãn thì chúng ta có thể xịt Line de l'Homme, bởi vì đấy là những cái mùi hương mà nó thích hợp trong một cái phạm vi không gian hẹp đó, kiểu như thế. Hoặc là mà chúng ta muốn một cái mùi nó có quyến rũ hơn thì chúng ta có thể sử dụng Dior Sauvage Elysi, một cái mùi hương nó gai góc hơn thì có thể là Cerro Nasos, kiểu như thế. Thì đại loại rằng nó sẽ phải cần phải có những cái mùi hương theo dịp. Thì thông thường thì mình cho rằng khoảng 2 đến 3 chai theo dịp, tùy theo chúng ta sử dụng như nào cho nó hợp lý đó.
Thì tổng quan lại sẽ có một vài hai hoặc ba chai, một hoặc hai chai nước hoa signature scent để mà làm sao mà nó những cái mùi hương mang cái dấu ấn cá nhân. Bốn chai theo mùa, đó hai chai hè và hai chai thu đông, và khoảng ba đến bốn chai tùy theo dịp. Thì đâu đó khoảng tầm 10 chai là các anh em có thể sở hữu được một cái bộ mùi nó sẽ rất là ổn áp và tiến tới để chúng ta có thể phát triển thêm. Còn sau đó thì chúng ta muốn thích thêm như nào thì đấy là tùy, nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ phải gồm đầy đủ cho ba cái dịp mà mình vừa nói đó. Thế đấy là mình rất hy vọng là giúp được cho các anh em làm sao mà xây dựng một bộ nước hoa hợp lý. Ok, video của mình đến là hết, rất là hy vọng sẽ giúp đỡ chia sẻ những anh, nhất là anh em newbie mới bắt đầu bập vào nước hoa đó. Thì video của mình đến là hết, rất hy vọng mọi người sẽ thích video này. Và bây giờ chào tạm biệt, bye bye.